Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh Kỹ sư phần mềm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một phần mềm hỗ trợ trong công việc, hỗ trợ trao đổi trong công việc cực kỳ hay mà mình đánh giá là một trong những công cụ không thể thiếu trong khi làm việc. Đó chính là phần mềm Flamshot. Đây là một phần mềm chụp ảnh màn hình và giúp các bạn ghi chú lên trên hình ảnh. Để mà giúp cho dễ mô tả hơn cái điều mà mình muốn trình bày trên trên cái hình đó. Thay vì mình chụp màn hình không thì mình có thể ghi thêm chữ, nối thêm các mũi tên, đánh dấu các cái dấu hình tròn, hình vuông như thế tùy ha. Thì phần mềm này chắc nhiều bạn biết rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách cài đặt và cấu hình lên trên cái hệ điều hành Linux Manjaro. Manjaro là một cái hệ điều hành dựa trên nền của Arch, nó khác với lại Ubuntu Debian. Đấy, thì hy vọng mình bắt đầu từ những cái series này về hệ Linux này thì mình sẽ giúp anh em làm quen với hệ điều hành Manjaro ha, để có cái một cái trải nghiệm khác, chứ mọi người cứ xài Ubuntu hết thì cũng không hay. Mình thử cái hệ điều hành khác coi nó có gì hay ha. Đấy, OK. Thì để nó nói rõ hơn một chút, bản thân cái hệ điều hành Manjaro á, nó có sẵn cái phần mềm chụp màn hình rồi, ha. Đó, cho nên nhưng mà cái phần mềm đó nó không có khả năng khi ghi chú lên trên hình, cho nên mình phải cài Flameshot. Thì để mà cài Flameshot á, thì anh em vào đây, ở software, đây cái phần mềm trên Manjaro nó gọi là Add or Remove Software. Vào đấy xong rồi có cái này nè, tức là cái kho phần mềm của Manjaro thì nó rất là nhiều rồi ha, nhưng mà mình muốn cài thêm nhiều thêm á, nhiều thêm nữa đó, thậm chí là cài từ Git luôn á, thì mình có thể vào trong mục cấu hình này đấy, để mình nhập mật khẩu nha. Rồi thì cái AUR này nè là Arch User Repository, ý là có thể cung cấp được những cái phần mềm từ cộng đồng bên ngoài cái dự án, bên ngoài cái máy chủ của Manjaro á. Đấy, thì anh em để mà bật chức năng này thì bấm vào đây, thì enable lên, thì lúc này mình sẽ cài được rất là nhiều phần mềm từ bên ngoài repo của Manjaro, giống như là cài từ GitHub vậy đó, hay lắm. Mà mình không cần biết một cái dòng lệnh gì về về Linux hết, chỉ bạn bấm nút cài là nó tự động nó build, nó cài rất là hay. Mình rất là thích cái chức năng này. Rồi thì sau khi enable nó lên á, mình bấm vào đây search phần mềm Flameshot, nó tên là Flameshot. Rồi anh em bấm vào cài. Ở đây thì mình cài mất tiêu rồi, cho nên thôi mình remove đi ha, làm lại. Đấy, thì mình cài đặt về Flameshot rất là dễ, bấm vào đây xong rồi nó hiện lên cái nút apply nè, cái mình bấm vào đấy vậy thôi, thì nó sẽ hỏi một cái gì đó mình có muốn cài hay không, mình bấm apply, thế là xong rồi. Để chạy cái phần mềm Flameshot này á thì mình gõ Flameshot đấy, sau khi chạy thì nó sẽ kích hoạt lên trên cái khay hệ thống nó nằm ở đây, và mỗi lần mình muốn chụp màn hình á thì mình phải click chuột vào đấy. Ví dụ chụp ở đây, bắt đầu mình ghi chú nè, mình chỉ ở đây, mình có thể ghi chữ nữa, đấy. Mình muốn đổi màu chữ hay là gì thì mình đè cái đổi màu chữ và đổi màu ghi chú á, đè một cái mình chuyển qua đây, đấy thấy không? Bắt đầu ghi nè. Đúng rồi, bạn biết cái gì? Cái cây này có cục thịt thừa. Thì cái ghi chú hiện tại, cái phần mềm này, cái phần ghi chú nó test của nó, mình chưa biết cách mà thay đổi cái kích thước của nó, thay đổi cái phông chữ này, nó không có cái control gì để thay đổi phông chữ hết, thì chịu thua. Nhưng mà ít ra thì mình thấy là nó hay chỗ là nó cho phép mình ghi chú những cái thông tin quan trọng như thế này thì rất là tốt. Rồi cái điểm mình không ưa là nó không thay đổi được cái kích thước phông chữ. Hai, mình lưu lại nha. Đấy, mình lưu ở đây. Nhưng mà làm như thế này á thì mỗi lần chụp màn hình
mình đều phải click vào đây. Thì giả sử như mình muốn chụp cái này sao, chụp cái menu người cảnh này, click vào đây là nó mất đấy. Thì mình lúc này mình phải dùng phím tắt đúng không? Thì muốn cài phím tắt trong cho Flameshot á, thì việc đầu tiên là mình phải gỡ cái phím tắt mặc định của hệ thống đó đã. Thì mình vào đây, mình gõ custom socket enter nha, custom. Có lẽ là làm nhanh quá, mình từ từ lại cho anh em coi. Gõ chữ custom socket nè, đấy nó hiện ra nè, cái đầu tiên nè, enter vào. Thì lúc này á, à không, cái phần mềm nó nằm ở đây nè, nằm ở đây. Thì cái phần mềm của hệ thống nó tên là Spectacle, nó có sẵn các cái phím tắt này ha. Đấy thì mình phải bấm để đi cho đi, đừng có ngại, cái xóa thoải mái. Xóa xong rồi mình có, sau này mình muốn cần dùng rồi mình cứ add lại, không 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 thành vấn đề. Rồi xóa đi xong thì cái địa đó, bây giờ mình vào đây mình gõ Flameshot đấy. Thì mấy bạn vào cái trang chủ của Flameshot đó, đầu tiên luôn vào cái static nè để đọc document. Khi vào document thì bấm vào cái phần key binding này đây, bạn thấy không, on KDE Plasma Desktop. Ở đây tại sao, tại vì mình quên giới thiệu là cái ở trên Manjaro á, cái phần mềm để quản lý desktop á, đó là KDE chứ không phải là GNOME hay là Unity hay là Ubuntu Mate gì đó của bên Ubuntu. Thì cái này là KDE hả, hầu như mặc định. Manjaro nó có thể chạy với nhiều nhiều cái desktop manager lắm, ví dụ như là chạy bằng cùng GNOME cũng được, nhưng mà mình thích KDE là đẹp nhất và nhẹ nhất, và nó cũng là cái mặc định ở trên Manjaro luôn. Thấy không? Ở đây nó có cái hướng dẫn dành cho KDE này, là biết KDE nó rất là phổ biến trên Manjaro. Thì mình vào phần key binding, xong mình lan chuột xuống dưới một tí, mình sẽ thấy nó có cái file, nó có cái link này, đấy. Bấm vào cái link này, nó sẽ dẫn mình tới cái trang GitHub này, thì bấm vào nút draw và mình save cái này lại. Cái này là cái file cấu hình cho phím tắt đó, mình save lại, mình save ở đâu cũng được, save vào một download này cũng được. Rồi save lại đấy, sau khi save xong á thì mình mở cái này lên, mình mở lại cái phần kết tâm số kết lúc nãy á, bấm vào đây. Các bạn thấy nút import không, bấm import xong tìm thấy cái file mình vừa mới download về á, nó là Flameshot Socket KDE nè. Đấy, bấm vào Open. Cái này trước khi làm clip thì mình có import thử rồi, cho nên nó báo là đã import rồi nè. Thì cái bấm Continue hoặc Yes thôi, không không sao. Nè, ở đây mình có sẵn rồi nè. Đây mình đây cái cũ, còn đây cái mới nè. Thì mình sẽ delete đi cái cũ đi. Rồi, mình có cái mới đây. Rồi, cái mới nó nhìn nè. Action nhìn kỹ nè. Action nè, graphic capture picture đó. Ở đây nó dùng phím tắt nào chưa có luôn, thấy không, chưa có. Thì mình bấm vào đây, mình bấm print screen, cái nút ở trên trên bàn phím là nút print screen. Mấy bạn chắc mấy bạn biết nút đó, khỏi giới thiệu ha, nó viết tắt là PRTSC đó. Thì nó có hỏi gì đó thì cứ bấm reply hoặc yes. Rồi, ở đây nó có nhiều cái chức năng cho Flameshot lắm. Mình chú ý nè, nó có là chụp ngay, chụp toàn màn hình. Đấy. Tiếp theo là chụp mà delay trong vài giây. Phải lưu lại ha, cứ mỗi lần mình chuyển ngữ cảnh thì mình phải lưu lại. Thì mình coi nè, ở đây nó chưa có phím tắt. Thì mình bấm vào. Rồi xong mình có thể chọn phím tắt tùy ý. Ở đây mình chọn là Control Print Screen. Bấm Resize. Nó hiện lên cái bảng Resize này là do mình đã từng config trước đó rồi đó, cho nên nó bị nhầm lẫn. Không sao, cứ bấm Resize hoặc Yes là xong. Ở đây là cái phần này là lưu lại. Ở đây nó hỏi là Take full screenshot and save, tức là chụp xong là lưu luôn, chứ khỏi có hiện lên cái bảng hỏi. Thì mình chọn phím tắt như đây, chọn phím tắt là Shift Print đi ha. Đấy, Shift Print. Tiếp theo,
là chụp full màn hình và copy vào clipboard. Thì mình dùng phím gì bây giờ? Antalas đi ha. Antalas Sprint. Ủa? Antalas Sprint không được. À, phải chọn phím tắt khác. Meta Sprint đi. Đấy. Meta là cái phím Windows mấy bạn. Sau khi làm xong thì mình cũng lưu lại. Như vậy là xong rồi. Nhưng mà chưa nha, nhìn kỹ nè. Ở đây cái phần download ở trên trang chủ này á, nó khác với lại cái này, là cái mình download trên trang chủ này. Thì cái remote application, cái tên của application trên hệ thống nó khác, trên Manjaro nó khác với lại cái app gốc ha. Tại vì cái bản build trên Manjaro nó khác, thì mình phải bấm vào đây, bấm cái nút là launch debug browser này. Đấy, lúc bây giờ nó sẽ hiện lên một cái bảng browser để tìm cái phần mềm tương thích. Thì mình gõ cái chữ là Flameshot. Rồi mình thấy không? Cái chữ này nó có tên là org dkl.flameshot. Thì mình sửa cái chữ này lại nè. Nhìn ở đây nè. Nhìn cái tên này nè. Đấy, dkl nè. Mình gõ vô. Dkl. Ok. Copy hết luôn. Làm tương tự cho bốn cái mục còn lại. Apply. Dán xuống. Apply. Action. Dán xuống. Thì phải làm như thế này thì nó mới gọi được đúng cái phần mềm Flameshot ra nó chạy. À, bấm vào đây. Chứ không này, cái tên phần mềm nó sai đây. Tại đăng ký trên hệ thống á, nó khác thì nó sẽ không chạy. Rồi, muốn chạy thử á, thì mình bấm này thấy không đó, bấm nút call nào mà nó chạy được là coi như mình biết là nó chạy rồi đó. Ở đây anh em có thể để ý một vấn đề khác là sau khi chụp màn hình xong á, thì nó sẽ lưu vào đâu? Nó lưu vào cái thư mục này nè, đó là picture screenshot. Thì picture screenshot là cái thư mục nằm trên thư mục home của Linux user. Nếu mình thấy mà chưa có mình phải tạo. À, đây giả sử như mình nè, giả sử như mình là thư mục picture thì mình có sẵn rồi, đây là thư mục home nè, và home thì mình thấy xong có thư mục picture sẵn rồi nè, nhưng mà nó chưa hề có cái thư mục gọi là screenshot. Đấy, thì mình tạo cái thư mục screenshot nè. Thì sau này ảnh nó chụp xong á, nó sẽ tự động nó đưa vào trong cái thư mục screenshot cho mình. Đấy, ok rồi, vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình lưu lại, tắt đi. Giờ mình thử nha. Mình thử chụp màn hình nè. Mình thử chụp màn hình nè. À, đầu tiên là mình chụp full màn hình. À, bấm nút chụp thôi chứ. Nó sẽ cho mình chụp cái này. Giả sử đi ha. Ở đây. À, đã. Ghi chú. Logo này đẹp quá ha. Đây thấy không? Rồi mình còn có thể vẽ những cái hình tròn. Đó, vẽ lên hay là vẽ nguyên cái này lên, đổi màu này này nọ nhiều lắm, nhiều chức năng lắm. Ha. Đây thì chói mắt quá. Đây thì này là cái chức năng ghi chú. Chụp xong cho mình ghi chú. Lưu lại là nó tự động nó lưu vào cái thư mục picture screenshot này thấy không? Đây, rất là hay. Ngoài ra còn bốn chức năng khác, ví dụ như đây, ship print thì nó chụp xong nó lưu thẳng vào trong cái, nó chụp xong nó lưu thẳng vào cái thư mục luôn, không cần phải chỉnh sửa gì hết, chụp full màn hình và lưu thẳng vào trong thư mục screenshot không ghi chú. Thứ hai là mình nãy mình có sẽ úp nút phím tắt là control print. Control print thì mình sẽ đợi, nó sẽ đợi 3 giây xong nó chụp. Đây thấy không? Cái việc này nó giúp ích cho cái chuyện gì đây nè, giúp ích cho cái chuyện bây giờ mình muốn chụp cái menu ngữ cảnh á, thì làm sao mình bấm nút control print trong thời gian đợi 3 giây mình click lên. Đấy thấy không, ngon lành chưa? Cái kiểu kiểu như vậy mình có thể hướng dẫn người ta click vào đây để lưu kiểu như vậy. Nếu mình muốn chụp menu ngữ cảnh thì đây là một cách rất là hay. Mình thấy cái chức năng này đã nha. Rồi còn cái phím tắt thứ ba là mình gắn phím tắt thứ tư chứ, là phím tắt Meta Print, Window Print hết.
thì chụp xong nó lưu vào trong cái clipboard. Clipboard đấy anh chị, clipboard là cái bộ nhớ Ctrl C Ctrl V á, để mình dán vào những cái phần mềm khác, hay không? À, thì hy vọng là cái hướng dẫn ngắn gọn này sẽ giúp cho anh em làm quen và biết được một cái phần mềm hay, cách sử dụng một cái phần mềm rất là hay, đó chính là Flamshot. À, mọi người nhớ qua GitHub của Flamshot cho nó làm sao, follow nha. Rồi, xin chào anh em.